tìm được châu Phi và chốt vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Ừ. Thế là bên phía của Weibo hoàn toàn có thể ở lượt 4 kia họ chọn sẵn. Tức là phải phối hợp rất là họ khích. Block đi một phần lớn. Leona nó có thời gian choáng cũng tương đối nhưng mà bạn phải xả bảo đạn liền luôn. Virus tương đối là sợ con Rayton nha, bởi vì đúng là Virus có cái xiềng xích tội lỗi thật. Nhưng cái cú cắt và sắt của Rayton thì sẵn sàng có thể giúp cho Rayton dù dính cái chiêu cuối đấy vẫn có thể bơi vào được. Và với cái thần cá sấu Weibo Fnatic thì mình nghĩ là khả năng có hài cũng cao. Không phải là vấn đề quá lớn với Breed. Và nó cũng chặn cái combo đó chính là Rayton Skarner kết hợp với là Mifflin. Các bạn thấy ngày hôm qua khi mà Skarner kết hợp với Mifflin. Sao hô vui tính lắm các bạn. Giam cầm từ 1 tới 2 người thôi mà dính cái bảo đạn. Mình nghĩ là top 5 những pha thi đấu đội hình mà phải nói rằng giai đoạn đầu ban đấu rất là khỏe từ Weibo với Lucian khu vực đường giữa. Nếu mà có một cái giải gọi là giải kia là con Syndra, con Syndra thì bạn trao một cái giải gọi là giải dẫn đường của bạn cũng được. Khóa ban. Cái ván đấu thật nghĩ là không dễ dàng cho Huynoi và hãy cùng đến với ván đầu tiên của đầu giữa Fnatic. Top 5 khóa ban sẽ là những cuộc đối đầu khá là duyên nợ và tất cả những người chơi đến từ cả hai đội tuyển đều đã khá là hiểu nhau. Một phần nào đó thì đội hình của Weibo Gaming có một vài sự xáo trộn. Tuy nhiên, vẫn còn đó là những trục xương sống và bên phía bên kia Humanoid vẫn còn đó là trục đường giữa, là người gánh team của Fnatic và đưa họ tới thời điểm hiện tại. Rồi, và để xem những bước di chuyển đầu tiên đến từ Fnatic và Weibo Gaming có được sự đột phá. Trận này thì Weibo vẫn nhỉnh hơn một xíu nhưng mà nó đánh như nào thì mình không chắc lắm. Đang là sức cơ bản mà thôi. Đó mà vừa donate nha. Phần rừng của mình chưa có một pha xâm lăng hay là đảo đường nào đến từ cả hai bên cả. Một ngọn giáo được ném ra nên tác giang để có thể trích tầm nhìn của đối phương. Nhưng chỉ có một con mắt được cắm trước ở đó đến từ Jun mà thôi. Chứ cũng không. Cảm ơn Dũng nha, chúc bạn Vũ may mắn nha. Đối đầu ở khu vực lâu lắm rồi mình không coi Olympia. Tác giang thì vẫn đang cướp rừng của Razok mà thôi. Tương tự là câu chuyện ở cánh trên, chưa có những tình huống tấn công nào đó nó thực sự là nguy hiểm cả. Nhảy ngựa rút lui về đường giữa Xiaohu, năng lượng không còn nhiều nữa, anh ta đang nằm trong tầm tấn công của Razok. Rồi Razok anh ta sử dụng E đóng cái Isto nhưng đây là 2-2. Quá trời tạc răng. Và sẽ có chiến công đấu rất dễ dàng dành cho Xiaohu mà thôi. Nó win take on nha. Rồi. Đây rồi tiểu hổ đây rồi. Từ người trên đường giữa Weibo Gaming và đó là pha kết hợp rất tốt đến tiểu hổ đây rồi, tiểu hổ đây rồi. Đây mới đúng là Xiaohu năm ngoái nè anh em. Với lượng sát thương kết liễu. Bị phết chứ. Và đã lính một mũi giáo. Bây giờ thắc răng sẽ dễ dàng kiểm soát mà thôi. Giờ chúng ta mới nhìn thấy là Jun bắt đầu di chuyển lên, liệu có muộn hay không. Đã có con sâu đầu tiên và thậm đúng rồi, thằng pha thích vô tỷ lệ gặp gam gặp DK là cực cao luôn, gần như là bốc là vô di chuyển trước. Humanoid bây giờ đang biến về nhà, đã có mặt vị trí của Noah cũng mới cấp độ 5 mà thôi. Đây là một cá sấu full nổ, sao mà pha thích liều vậy, cấp độ 6 nha, thậm chí là cặp đôi đường dưới của nhìn liều ác. Có mặt, họ quyết tâm rằng tôi không muốn nhường sâu hư không này dành cho Fnatic. Đoàn dốc còn trừng phạt trong tình huống vừa rồi, nhưng với việc là đồng đội của anh ta chưa có cấp độ 6 thì Fnatic quyết định là rút lui. Và thậm chí bây giờ Weibo Gaming còn thiện một tình huống đảo đường lên cánh trên với bộ đôi Creep và Light là người được cử lên đây để có thể phòng ngự khu vực đỉnh trên này. Trong khi đó Tắc Giang, Creep và Xiaohu những người đang nên như vậy. Cảm ơn mọi người đang sốt cam nha. Những người mạnh nhất đến từ Weibo Gaming sẽ xuống cánh dưới. Khó lường lắm, hôm nay bật cái mốt áo quân EBL đi nè. Weibo làm tí áo quân EBL cho nhanh nè. Với một đội hình cũng chưa phải là có quá nhiều sát thương đến từ Fnatic thì tôi nghĩ rằng họ tầm 9 giờ vừa Gam bắt đầu đánh ra đẹp. Hình như họ đang muốn bỏ rồng để có thể có một tình huống băng trụ, anh Khải à. Đã bắt đầu di chuyển lính rất nhiều lao vào tấn công của Lai, người không còn phép bổ trợ nữa và ta sẽ bị đẩy vào tường. Đổi được mạng. Tuy nhiên với phi cùng một mạng nằm xuống, pha đó tại vì thằng Lai không có hai spell rồi, chạy không nổi. Bắt buộc nó phải là điểm hạ gục dành trong tay của Chris mà thôi, vì Lai đã nằm xuống tương đối sớm rồi và ta không gây được nhiều sát thương lắm lên người hỗ trợ đối phương. Ta vẫn sẽ đảm bảo sự an toàn. Bắn cháy không? Bắn cháy không? Trong khi đó thì ta rằng ta sẽ khai thác vòng rừng dưới của Razor mà hơi ít đam và tạo cho mình một lợi thế là một con Nearly siêu farm cánh dưới. Noah đang chơi pha rất sắc lực nha. Là không còn nhiều, sẽ không đủ mana để phục vụ cho tình huống giao tranh ở khu vực hang rồng. Tuy nhiên bên phía của Fnatic họ cũng quyết định là không. Tặc răng này đánh ác quá anh em. Bây giờ ở nửa cánh dưới họ đang thua nhiều. Vừa rồi họ phải đầu tư một lượng tài nguyên nhất định ở. Nãy giờ di chuyển bao sân này nọ các thứ, kiểm soát mục tiêu áp lực các thứ ổn quá. Tiêu lớn đầu game dành cho Weibo Gaming. Weibo Gaming đang đánh rất chuẩn với đội hình họ đề ra ban đầu với một cánh trên rất khỏe, bao gồm Rayton, Nidalee và Lucian. Nhưng mà người Noi farm tốt thì chứ. Nãy giờ nhìn cái áp lực của thằng Xiaohu lớn như vậy mà người Noi vẫn farm chuẩn chỉ. Gần như là không hụt lính luôn. Những nỗ lực của họ vừa rồi chỉ giúp cho Lì phết có thể đòi lại được những cái lợi thế ở khu vực dưới mà nó chưa mất tốc biến nữa nha. Cho Fnatic một cái tiền đề để họ có thể câu kéo về giai đoạn sau với một con Syndra đang farm ổn.
Bản lĩnh đó, bản lĩnh đó, người non bản lĩnh đó. Có nhiều hạ gục nữa, nó sẽ lượng sát thương đảm bảo cho bên phía Fnatic về trận sau. Còn Weibo Gaming để xem họ sẽ tăng tốc như thế nào. Quấn con reo không tốc biến. Ta đang có mặt ở bên cánh dưới. Hai thành viên của Fnatic đang có cấp độ 6 lao lên với team của bạn. Ôi. Không đẹp một tí đâu cả. Quip đã có cấp độ 6, lấy thanh tẩy, chết thiêu đốt, tấn công thẳng vào Noah thả chiêu cuối. Thấy như vậy. Lao vừa rồi nó được tách ra tầm rất ngắn như đâu. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ là nhường màn cho Lai mà thôi. Đó là tình huống mà thật rằng anh ta hơi cố gắng để ném giáo vào Noah mà thôi. Chứ nếu anh ta ném vào Jun thì chắc chắn là sẽ không thể được trong team vừa rồi. Và họ sẽ không muốn để đối phương kiểm soát xấu sâu trong tình huống này. Red, anh ta đã thấy được Jun bị làm choáng. Có thần cá sấu mà, đủ đam không vậy mấy bạn, pha tích. Giam cầm được một người, một mình Rip mà thôi, anh ta lao vào, anh ta câu thần cá sấu, anh ta câu tốc biến, anh ta đã cố gắng quậy bị làm choáng, anh ta sử dụng đủ, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Quét tan hay, người noi bị làm choáng, Razok làm choáng. Đặc sân, tiếp tục hay, lại vẫn trúng. Sao hưu tới, không đủ tầm và chậm quá. Giao tranh ngừng lại, nhưng liệu rằng ba con sâu hư không này ai sẽ được kiểm soát được đây? Không sao, tốc độ cao này vẫn ổn nha anh em, vẫn sáu sâu, vẫn sáu sâu. Trên của mình. Và Crip chưa muốn dừng lại đây, ta đang muốn hủy biến về của rồi. Người nói Window sắp bên rồi. Không để ý đứng biến B về ẩu tạ ha. Đến từ Crip ra vị trí humanoid mà thôi. Và còn xin cút rồi. Mình nghĩ nhịp độ này là pha thích cút rồi. Sát thương là quá nhiều. 28 phút incoming. Lượng kiểu khống chế đến từ Crips nữa. Humanoid cũng đã hoàn thành được xong món trang bị đầu tiên rồi. Đó là một cái quyền trưởng bão tố cộng thêm giày pháp sư nữa. Thì anh ta cũng sẽ bắt đầu có được, có thể coi là sức ngưỡng sức mạnh đầu tiên của mình với chất tướng Syndra. Và bây giờ thì Fnatic hoàn toàn có thể là cử người và thực hiện từ bắt lẻ với khả năng sâu sát thương từ Humanoid. Để xem mục tiêu sẽ là ai mà thôi. Trụ một đường dưới không bỏ Crips đi kìa. Và Crips thì đang cần 2 ở đây à. Anh ta tốc biến lên thì định kiếm thẳng vào Humanoid. Và đó là Thái Dương Hạ Sai được thả vào. Chắc công ty của Oscar nên đang dịch chuyển. Anh ta lao vào giữa vị trí của Xiaohu và Tắc Giang, làm choáng được Tắc Giang. Nhưng đây là một cấp 3. Razok tới, Tắc Giang mất tốc biến để chạy đi. Oscar nên đang 1v1 phía bên này. Bên đây là thanh trường đến từ Xiaohu. Và tiếp tục Crip lao vào. Tắc Giang đã bị solo kill bởi Oscar nên. Và bên phía bên này Xiaohu tiếp tục bắn. Anh ta bắn vị trí của Noah nhưng chưa đủ sát thương. Đây là góc bị kẹp. Oscar có E. Anh ta đã bật phản công lên, mất tốc biến bởi Xiaohu và tấn công thẳng người đó vị trí của Lai. Lai đã phải nằm xuống và liệu rằng có bàn tiếp theo dành cho vị trí của Noah. Xí cờ đó. Một thế trận tàu lượng và tỷ số với KD đang là 6 đều dành cho Fnatic. Đúng là không lượng thì không phải là Weibo Gaming và thật Chris đánh cái gì vậy? Mày đánh cái gì vậy Chris? Cũng sẽ là cân bằng mà thôi, một pha mà Chris thi đấu anh ta quá tự tin. Anh ta nghĩ rằng là với lượng khống chế cứng của mình, lượng sát thương đến từ Tăng Răng và khả năng cả lướt đến từ Brit là sẽ đủ sát thương để có thể hạ gục Humanoid. Nhưng như cái cú chém nộ vừa rồi của Brit, nó lại còn nhắm vào Razok cơ. Và sau đó thì Oscar nên dịch chuyển xuống, anh ta nhắm vào một trong những người chơi giàu sát thương nhất ở thời hiện tại đến từ cái mục gaming, đó là Tăng Răng, và khiến cho anh ta gần như là lên bảng ngay lập tức. Còn sau đó thì các thành viên của Fnatic ở phía bên này cũng ôm nhau để có thể phòng ngự cực kỳ tốt và câu giờ cho tới khi mà Oscar nên có thể hồi phục ngược trở lại. Anh ta hồi cho mình cú phản công làm choáng chúng hai thành viên, trong đó có xạ thủ Lai, và để rồi Jun càn lên ép lui được Xiaohu. Và phân còn lại là sân chơi của Noah và Humanoid. Thành như Humanoid nó quét ba cái E đều trúng hết rồi nè. Nhưng Tắc Răng cũng là một con tướng khá là yếu ớt. Anh ta chỉ cần dính quét tan cả yếu, hoặc là anh ta dính cả sợi xích tội lỗi. Tớ thui. Weibo, họ cần phải lấy cái trụ một. Đúng rồi, lấy trụ một, ra sóc tấn công, đẩy một người vào tường. Quá đẹp. Hai thanh niên nằm xuống cực kỳ nhanh. Brit dịch chuyển và anh ta chỉ có thể chạy mà thôi. Wombo combo được tung ra bởi Fnatic. Trời ơi. Một nỗ lực. Rồi hàng bay bị liệt đúc đê đúng không? Đến từ sau Hu khiến ta bước lên quá cao để có thể phá đi trụ. Thằng sau Hu với thằng Green của bay bị liệt đúc đê đúng không? Mình còn không thể phá được trụ một của các thành viên Fnatic trong nhịp đó nữa. Trước khi họ bị dính vào một cú giam cầm hai thành viên đến từ Razok. Và phần còn lại là bữa tiệc dành cho Humanoid với cú double kill của anh ta mà thôi. Và chúng ta được xem lại tình huống này. Ý đồ là có đến từ Weibo Gaming khi họ vẫn còn hai con lính và có hai xạ thủ ở đây. Nhưng Lai đã lùi về rồi. Xiaohu thì lại quá tham trong việc là phá đi công trình của đối phương. Và Wombo combo được thiết lập đến từ Fnatic. Shutdown đã có rồi, Humanoid cộng thêm để gục vào vị trí Leona nữa. Và kiếm một cốc cà phê hoặc là cái gì đó để chúng ta có thể tỉnh táo để đồng hành với nhau trong cả hai cặp B3 ngày hôm nay. Chính xác là như vậy. Cặp B3 thứ hai trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất hấp dẫn khi mà đại diện duy nhất còn sót lại đến từ VCS là Gamespot sẽ thi đấu. Ê! Ê! Không đây. Gì vậy? Rất bình tĩnh đến từ Brit. Trời ơi. Xích Hàn Quốc các bạn. Thằng Jun là Hàn Quốc. Giam cầm
hụt rồi. Red đã phải nằm xuống, anh được xả ra. Và một người, không, đó là Thái Dương Hà Sang. Ocarina lao lên, anh ta thấm máu quá rồi. Grip lao lên. Đẻ, CC đâu. Cuối cùng Ocarina cũng đã phải nằm xuống, sẽ làm một đối một. Hai đường trên phải nằm xuống tình huống vừa rồi. Bây giờ Tắc Giang đã quyết định là muốn tấn công tiếp theo hay sao rồi. Grip vừa rồi dính một tình huống quyết tài cái yếu và cả một cái quyền từ bảo tố. Mất hơn nửa cây máu. Quá hay. Đỉnh cao Liên Minh Huyền Thoại. Đến từ Global Gaming và cả là Fnatic trong nhịp này. Khi mà hai bên đều đã mất đi những người chơi đứng trên của mình rồi. Con rồng tiếp theo của phải thi đấu. Nếu như để cho Fnatic liên tục tích những con rồng nước như thế này thì đó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn dành cho đội hình của bên phía Weibo mà gặp đối phương có linh hồn rồng nước là hơi mệt. Họ muốn can thiệp nhưng vấn đề là tại đội hình của nó sát thương dồn cũng không phải là nhiều lắm anh em. Và họ nghĩ tới một cái hướng khác đó sẽ là đẩy luôn cái nhịp sát thương của tụi nó không phải là sát thương bùng nổ cho nên là gặp đội đối phương mà có linh hồn rồng nước là khó chơi. Bây giờ mới tiến vào để có thể kiểm soát con rồng thứ tư của phải thi đấu sẽ là con rồng nước thứ hai dành cho họ hoặc là mạch rồng ba dành cho phía của Weibo. Rit anh ta đang tìm góc, anh thở, anh ta đang cố gắng thở nhưng mà Oscarin không cho anh ta thở, liên tục bị ép góc. Humanoid cùng Siêu Hu đang giáp mặt nhau. Tắc Giang đang đứng ở phía trên. Tắc Giang đang nằm trong tầm tranh không cạnh tranh, không dám cạnh tranh rồi, không dám cạnh tranh rồi. Sang rồng đã có dành cho Fnatic. Lên xe, ra dốc, lên xe đội hình của Weibo đã bị tách ra, thấy như là sang khá là đẹp. Bảo thành đoàn nhá, ngược để có thể ép góc cho đội hình mình. Rồi mất đi hai chiêu cuối rồi, mất luôn cả con rồng hai dành cho phía của Fnatic. Hai con rồng nước rất là quan trọng dành cho đội hình của Fnatic. Và đội hình của Weibo Gaming đang làm tiếp Baron cho đẩy nhanh tốc độ coi. Thì thăng tiến sức mạnh theo thời gian và họ đang rất phải tích đợi mà bị 6 7 con rồng thiệt hả? Đang bị cấu rỉa. Xuyên tập hết không chính xác. Ô hùng nha. Để có thể tranh chấp tầm nhìn ở khu vực. Tụi em tới đánh 6 con rồng thiệt hả? Thằng Baron đang tập trung người với nhau. Từ nãy thì Humanoid rất thọt nhưng bây giờ đã bắt đầu có tiền thưởng treo trên người anh ta rồi. Giác trong tay của Oscarinin đang hướng tới một cái mở giao tranh luôn mà. Anh ta tìm kiếm vị trí của Humanoid, thả thấy như là sai nhưng không theo cả. Phía bên này ra dốc rốn. Sao hùng mở giao tranh sâu đi luôn, bảo đạn cũng đẹp, mỗi bên mất một. Phải nằm xuống, một đối một. Giác trong tay của Oscarinin lao lên, ta làm choáng một người, đó chính là Grip. Và Grip cũng phải bỏ mạng trong tình huống này. Bên phía của Fnatic không Baron, họ tiếp tục là làm thịt cá sấu. Trời ơi. Sắc lui về thành công bởi Grip. Bây giờ quyền què gì thế này? Fnatic có ăn Baron hay không? Để xem hai bên sẽ xử lý như nào đây khi Weibo đang là đội có được quyền chủ tại con Baron này. Chứ là các bạn là con rồng này. Hai bên đang bắt đầu pha vào nhau rồi. Tặc Giang nó không cạnh tranh được các bạn, vô là bị giam cầm là vừa mất rồng mà vừa chết. Anh ta lao thẳng vào tiếp tục tấn công vào Bridge, làm choáng thành công, đánh rất tự tin. Tặc Giang vô cạnh tranh là rất là dễ đi luôn. Tuy nhiên Tặc Giang bị đẩy lùi ra, đã có rồng ba. Không cạnh tranh với con Skarner được đâu. Rồi. Đẩy thẳng một người vào tường đó, Tặc Giang ta bị giam cầm gom rất đẹp hai người. Cúc. Và đó là đường trên và đi rừng xuống của Weibo Gaming. Một tình huống nhịp hai rất tốt đến từ các thành viên của Fnatic và lần này người tỏa sáng đó chính là Skynin với tình huống tốc biến làm choáng hai thành viên quan trọng đến từ bên phía Weibo của mình. Và Razop không bao giờ từ chối những món quà như vậy khi ta đơn giản là nhắm giam cầm của mình vào một thành viên chủ lực đối phương và sau đó kéo về để họ bị tra tấn bởi hôm qua là siết đài này là siết trung nó cũng không kém các bạn rồi. Và anh ta sẽ là người lấy đi cho hai đường dưới, trong khi đó thì Fnatic họ đang tự thưởng cho bản thân mình một con Baron sau pha tranh rất tuyệt vời. Cùng theo đó là con rồng lửa, xin lỗi bạn là con rồng nước thứ ba. Ông Minh nha. Wow, ba con rồng nước. Để coi là Weibo có thể gọi là xoay chuyển càng khôn được không? Mấy thằng mà nắm vận mệnh trong tay ghê lắm. Trong tầm xa mà thứ họ tấn công thì nhìn nó nhiều khi xoay chuyển càng khôn được đó. Và Thái Dương Hà Sang. Có chừng hết năng lượng nha. Tôi nghĩ rằng là Noah mới chỉ có được là 4 món trang bị lớn thôi nhưng mà anh ta đã có 5 món trang bị lớn rồi. Và để xem nào, bên phía Weibo đang muốn gì đây? Brit bọc đầu. Brit đang bọc đầu nhưng Noah đủ hết bổ trợ. Humanoid có tốc biến đang tấn công. Họ tấn công vào Razok, một cỗ xe tăng thực sự. Brit đang bọc đầu, họ thấy Noah rồi nhưng làm gì? Lao lên, Noah bật thân tẩy và ta bị đẩy vào tường bởi Brit. Và Brit đang lao lên đánh. Rồi, đi. Và sẽ là triple kill dành cho Oscarinin. Và Brit đang cố gắng thở, anh ta vẫn đang thở. Tiết mục xứng đáng huy chương vàng của đoàn xiếc Trung Quốc với đại diện Weibo. Và sẽ là quét sạch. Kết thúc với thắng lợi phút 37 dành cho Fnatic. Lượng sát thương quá ghê gớm đến từ các thành viên của Fnatic trong nhịp vừa rồi. Đó là pha gom người đẹp đến từ Jun. Nhảy và nện đến từ Oscarin. Đánh cái gì ấy ta? Khuếch tán kẻ yếu của Humanoid cũng rất là ghê gớm. Và Brit ở phía bên này chỉ có thể là nỗ lực kiếm về cho bản thân mình 1.000 tiền chất đào với đường hạ gục của Noah mà thôi. Và hạt giống số 2 đến từ LEC đang thực sự là trở lại khi họ đang có một ván thi đấu rất tốt trước các thành viên của Weibo Gaming. Không còn là thư viện ở châu Âu nữa và chúng ta đang nghe những cái tiếng hò reo rất lớn đến từ các bạn fan hâm mộ, những bạn khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu. Fnatic, Fnatic.